Chúng ta đang tiếp tục với một bài là bây giờ cụ thể. Thế thì cái tổng quan như vậy, một số cái sự hiểu biết như thế thì cụ thể nấm da thì như thế nào? Và nấm da thì có những cái đặc điểm về lịch sử, về bệnh lý, về cơ chế sinh bệnh cũng như là cái lâm sàng, và đặc biệt là những cái mà liên quan đến cái điều trị và cái sự thay đổi giữa cái chủng nấm ở trên lâm sàng và điều trị như nào. Bạn nào có ý kiến gì không ạ? Vâng, các bạn có nghe 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 thấy và nhìn thấy slide không? Nghe rõ không ạ? Wow. Cảm ơn các bạn thông cảm một chút, vì là nếu cứ đưa lên đưa xuống thì mất thời gian, nên tôi đành phải để cái slide nó như thế này. Và hôm nay thì chắc là chúng ta cũng học đến khoảng 10 rưỡi, hoặc là chúng ta sẽ có hai phương án: học đến 10 rưỡi chúng ta nghỉ luôn, thứ hai là chúng ta sẽ nghỉ giải lao vào lúc 10 giờ, khoảng 15 phút tôi gọi công nghệ thông tin để xử lý, sau đó chúng ta học đến 11 giờ. Thì các anh các chị có thể comment vào đây cái ý kiến như thế nào đấy, thì tôi sẽ, anh lớp trưởng sẽ cho ý kiến để chúng ta học như thế nào, để chúng ta vừa là gọi là thuận cho các anh các chị cũng như là tiện chúng ta theo dõi. Thế thì cái lịch sử thì chúng ta biết rằng là nói đến một bệnh lý nào thì đều có lịch sử cả, con người cũng vậy, đều có cái tiền sử lịch sử đúng không ạ? Và vậy thì người ta tìm ra nấm năm 1892 cũng rất là mới thôi, và gì ạ, cái đầu tiên được xuất bản một quyển Lê Tyner là liên quan đến nấm, gọi là một cái nhìn rất là tổng quan, và đầu tiên là năm 1910. Cho đến nay thì người ta cũng đã phát hiện rất là nhiều môi trường đặc biệt, ví dụ là môi trường làm nấm da thì làm đỏ cái môi trường dermatophyte, tức là test medium, thì ở đây chúng tôi có sử dụng cái test này, thì tức là chúng tôi chỉ làm trong trường hợp mà chúng tôi nghi ngờ. Tức là khi chúng tôi soi mà cái thương tổn có trên lâm sàng rất điển hình và sợi nấm thì gần như là thoái hóa không rõ, thì chúng tôi cho vào môi trường medium này để chúng tôi phát hiện ra nếu môi trường này đỏ thì chứng tỏ nó có nấm. Đó là một cái phương pháp là test lại xem là cái kết quả soi có chuẩn không. Đó. Hoặc là chúng ta đang phân biệt giữa nấm da và nấm mốc, dermatophyte hay là cái nông dermatophyte, thì chúng ta cũng làm cái test medium này. Thế đối với là một cái bệnh mà nấm ở da ấy, thì với cái thuật ngữ mà chúng ta đã biết là fungi hay là tiner hay ringworm, thì là những cái nhiễm khuẩn lan rộng bởi rất nhiều loài nấm mà có ái lực với lớp sừng. Chúng ta phải xác định là nếu không ái lực với sừng thì nó rất là khó để mà có thể là xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, có thể bám dính, chúng có thể nhân lên và chúng phá hủy tổ chức vân vân, và gì ạ, chúng có thể ký sinh vào bất kỳ nào các mô sừng hóa ở người và động vật đó, bất kỳ mô nào luôn, chứ không phải là ái lực với lại lớp sừng rồi, như bất kỳ mô sừng nào. Và ở đây thì tại sao lại gọi động vật, bởi vì gì ạ, động vật thì có khả năng lây cho người. Ok. Thế thì ở đây có ba cái giống là chính, đó là Trichophyton, Microsporum và Epidermophyton. Trong đó Trichophyton chiếm khoảng hơn 30 chủng, Microsporum là khoảng hơn 20 chủng, và cái Epidermophyton chỉ có một chủng duy nhất thôi. Tức là chỉ có một giống duy nhất, Epidermophyton floccozon. Đó là nó gây bệnh ở nấm bẹn là chủ yếu. Thế thì cái vị trí chính là vị đây có một điều rất là thú vị trong cái việc mà chúng ta chẩn đoán nấm rất là dễ dàng và điều trị không khó khăn, nhưng chính vì chẩn đoán dễ và điều trị khó khăn đôi khi chúng ta cũng bỏ qua, và đôi khi chúng ta cũng để lại những cái gọi là những cái bệnh mà kiểu dễ lãng quên, và có khi chúng ta nghĩ rất nhiều cái xa xôi mà những cái bệnh lý về nấm mà chúng ta lại không để ý đó. Và có những cái loài Microsporum mà chúng tôi đã gặp là thâm nhiễm xuống ở dưới da và gây những cái hiện tượng loét hoặc là những cái tổ chức nó gần giống như là những cái nấm sâu ấy ạ. Và như vậy thì khi chúng tôi cấy thì toàn thấy là cái hình ảnh của Microsporum Zizion. Vậy câu chuyện ở đây là gì? Nấm có thể là gì ạ? Liên quan tới gây bệnh không chỉ ở lớp sừng mà có thể ở dưới lớp sừng, bởi vì những cái tác động liên quan tới độc lực của chủng nấm, tác động của cơ địa và gì ạ? Những cái yếu tố mà có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi nấm có thể xâm nhập vào, chứ không nhất thiết là cái loài đấy chỉ xuất hiện ở vị trí đấy hay là bị các vị trí mà nó gọi là theo y văn nữa. Đó. Thì khi mà chúng tôi cấy ra như vậy thì đấy là một cái điều rất là đặc biệt và có thể công bố được. Và cái vị trí nhiễm hai là cái chẩn đoán rất là dễ dàng, là bởi vì chúng ta có thể ghép với lại cái vị trí nấm cộng với tên của nấm, ví dụ nấm da thì là câu chung chung rồi, nhiễm nấm da là cái tình trạng rất chung đúng không ạ? Thế còn chúng ta có thể nấm bàn tay, nấm bàn chân, nấm thân mình, nấm râu cằm, nấm da đầu, nấm tóc, nấm âm đạo, nấm sinh dục, vân vân. Đó, cứ có nghĩa là nấm cộng với vị trí gây bệnh hay là nó nơi xâm nhập thì chúng ta
ra một cái chẩn đoán. Và như vậy thì chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta chẩn đoán thôi, bất kỳ vị trí nào có các anh cũng chỉ có quyền chẩn đoán nấm, bởi vì chúng nói tính đa dạng và phong phú là như vậy, sinh trưởng và phát triển. Thế thì khi mà tạo được cái hình tròn ringworm, tức là xâm nhập và nó tạo một cái hình tròn rất là điển hình, nó là cái thương tổn mà phản ứng là gì ạ, tạo thêm một cái phản ứng khi mà xâm nhập hình tròn, thì nó cái hình tròn đấy chính là cái giới hạn của cái phản ứng viêm, mà nó viêm rất mạnh và nó thường ở rìa cái trung tâm đó, và ở rìa rìa của cái vòng tròn, và ở trung tâm này xu hướng nó lành. Và như vậy ở đây thì một cái câu chuyện mà chúng ta cũng phải 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 lưu ý rằng là bệnh nấm da thì nó có hai hình thức, một là nấm như tôi nói có thể ở nông ở trên bề mặt, và thứ hai nó có thể thâm nhiễm xuống dưới sâu đó, nấm da có thể thâm nhiễm xuống dưới sâu bất kỳ vị trí nào, bởi vì tôi cũng nói ở slide trên là nấm có ái lực và có thể xâm nhập vào bất kỳ mô nào luôn, nhưng mà gì thông thường cái ái lực thì nó hay gây bệnh ở vị trí đấy hơn đó. Nấm nông thì đương nhiên là nó sẽ chỉ trên bề mặt da và ăn sâu xuống khoảng 1 đến 2 mm thôi. Và tôi cũng nói rồi, nấm là xâm nhập vào cơ thể, bám dính vào cơ thể, và gì ạ, nó có thể lây truyền trực tiếp hoặc là gián tiếp, ví dụ như là gì ạ, qua cái vết xây xước ở da đầu rồi vào trong cái sợi tóc, vào và đi xâm vào sợi tóc, và sợi tóc yếu gãy thì là dây đến hiện tượng là nấm da đầu, nấm tóc. Còn diện nấm có thể vào móng qua cái xâm nhập vào bờ tự do và cái mầm bên của móng, tức là cái bờ tự do và cái bờ bên đây đó, và nó thực ra nó ít lây truyền trực tiếp nhưng mà nó hay lây truyền diện cái việc mà lây truyền gián tiếp thì nhiều hơn. Thế còn việc diện tại sao nó có thể xâm nhập được vào cái lớp sừng đó, và vì bởi vì là nấm xâm nhập vào qua cái tế bào sừng bị bong, và khi đó thì nó tiết ra một số cái men, men keratina thì chúng ta biết rồi, để tiêu hủy keratin đúng không ạ, lớp sừng có thể tiết ra protease hoặc là một số cái men khác để có enzyme khác thì tham gia vào là cái cơ chất, tham gia vào cái cơ chế gây bệnh của nấm ở trên da. Và ở đây thì chúng ta thấy cái hình ảnh sinh bệnh học đây, ví dụ protein đấy, ở cái lớp protein ở trên 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 của nấm, cũng như là gì ạ, cái màng chitin hay là beta glucan, thì tất cả cái này nó đều liên quan đến gì ạ, thành tế bào nấm, cấu trúc là như vậy. Và ở đây thì cơ địa thể của chúng ta là rất giàu cái lớp keratin, và đi khi là nấm bắt đầu gì ạ, xâm nhập vào đây thì gì ạ, quá trình viêm đã xảy ra và nó sản xuất một loạt các enzyme ở đây, nó gì ạ, ly giải cái hiện tượng là ly giải cái keratin ở lớp sừng đó thông qua keratinase. Và diện các yếu tố nguy cơ chúng ta biết rồi, một ấy là có thể liên quan đến đường lây nhé, một là lây qua người với người, lây qua môi trường hay lây qua động vật, thì đây ạ, môi trường hay đồ dùng thì trên nhiễm nấm có thể qua những cái chúng ta tiếp xúc ở trong môi trường, hoặc là liên quan đến súc vật, chó mèo, chuột, bò, ngựa đấy. Rồi là cái phân loại nấm thì tôi cũng nói rồi, tôi cũng không nói nữa mà tôi chỉ nhắc lại là nấm thì có trường hợp là nấm sợi có vách ngăn đấy, hoặc là vách ngăn thì không đều nhau, tóm lại là có vách ngăn. Thế thì cái vách ngăn ở đây nó thuộc cái nhóm Myrmicota, tức là cái trong đó thì Acomycota là cái nấm nấm da và nấm sợi có vách ngăn đều nhau đấy, đó là cái chúng ta đang quan tâm đến cái nhóm đấy là nấm da. Thế thì ở đây mà chúng ta tôi thấy rằng là khi mà chúng tôi chẩn đoán thì bao giờ cũng từ lâm sàng khám, lấy bệnh phẩm soi rồi cấy định danh vân vân, và bảo khi mà trong quá trình sơ bộ trực tiếp là chúng tôi đã gì ạ, đã báo cáo được rồi. Và cái độ nhạy và độ đặc hiệu thì độ nhạy thì rất là nhạy, tuy nhiên thì cái độ đặc hiệu thì do cái kinh nghiệm của các bác sĩ lâm sàng, các kỹ thuật viên mà có thể nhận định được cái hình thái này của nấm gì, chỉ định luôn, hướng tới luôn đó, và hướng tới loài thì giống luôn, thậm chí là như vậy với một số cái kinh nghiệm của chúng tôi có thể hướng luôn tới Spro hay là Chromo hay là Phyo hay Histo vân vân. Tuy nhiên là rất là khó, rất là khó, và cái này thì cần một cái kinh nghiệm và cần cái độ nhạy ở trên cận lâm sàng. Còn đương nhiên khi nuôi cấy thì chúng ta đã xác định được chính xác chủng và loài rồi, nhưng mà cái vấn đề nuôi cấy nó cũng rất là khó khăn, bởi vì môi trường phù hợp, rồi cấy có nhiễm tạp hay không, rồi khả năng kinh nghiệm định loại như thế nào, rồi các giống loài có điển hình hay không, vân vân. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi phải confirm lại bằng PCR hoặc confirm lại bằng cái palitos, ở đây thì rất là thiếu thốn, bởi vì ở PCR chúng tôi chưa có để mà thực hiện được. Còn bây giờ chúng tôi đã PCR hiện tham ấy, còn PCR chúng tôi đã có, chúng tôi cũng sẽ triển khai những cái vấn đề nuôi cấy về nấm, chứ không thể một cái labo đầu ngành về nấm để không có sản phòng dẹp phân tử được, hoặc có thì lại không đầu tư để triển khai. Cái này là một cái thực sự mà nói là cái lỗi hệ thống luôn, tôi cũng phải nói thật là như thế, không thể nào một cái chuyên môn của cái tuyến đầu ngành này không thể định loại PCR, chứ chúng tôi thừa khả năng làm việc đấy. Thì câu chuyện ở đây là cái việc mà gì ạ, nay không làm mai không làm, thì cái việc này là gì ạ, nó liên quan đến chuyên môn và liên quan tới cái chất lượng xét nghiệm cũng như là chất lượng khám chữa bệnh của chúng ta. Cái phân chia ở nấm nông ấy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái nấm thì chúng ta tôi vừa nói rồi, cứ biết là nấm cộng với cái vị trí nào đấy nấm xâm nhập thì nó ra chẩn đoán, chúng tôi không nhắc lại cái này nữa. Và cái đặc điểm của nấm nông ấy thì chúng ta thấy rằng là có thể là lây truyền theo các đường, thì tôi vừa nói rồi, thì lây từ người sang người thì nó viêm nhẹ hoặc là không, hoặc thậm chí là nó lây từ người sang người nó rất là mãn tính, còn lây từ động vật sang người là cấp tính, viêm nặng luôn, và viêm này là viêm mủ luôn,
có thể là gì ạ, rất là nặng nề sưng nóng đỏ đau, cộng với lại cái mụn nước mụn mủ xuất hiện rất nhiều thương tổn ở bệnh nhân đau nhức sưng nóng đó, hoặc là lây từ đất sang người thì cái viêm này thường là trung bình. Thế ở đây là viêm từ người sang người là viêm nhẹ nhất, và còn viêm từ động vật sang lại thì là viêm nặng nhất. Thì các anh chị có biết tại sao lại như vậy không? Về cái đặc điểm lâm sàng của nấm lông ấy thì là người ta thấy rằng là tôi vừa nói rồi, nó có thể viêm hạn chế trong trường hợp lây từ người sang người, hay viêm nhẹ, viêm mãn tính, hoặc có thể là viêm liên quan đến cái sưng nóng đỏ đau và viêm liên quan đến cái thương tổn lâm sàng nó rất là dữ dội đó. Thế có thể xuất hiện ở đầu, ở móng tay, móng chân, bàn móng ở hoặc ở bàn tay, bàn chân, tức là móng là viêm quanh móng đó. Còn viêm hạn chế hay là viêm mà xâm nhập vào lâu ngày vân vân thì nó có thể là liên quan đến nấm đen, PRRI, gây bệnh ở tóc đấy ạ, thì là nấm tóc đen, nấm tóc trắng, PRRA octi hoặc là PRRA white đấy, do những cái loài PRRA octi gây lên, hoặc Trichosporon beji, Beijinia gây lên, hoặc là lang ben là do Malassezia globosa, Malassezia furfur, hoặc là cái nấm Octaequiani, tức là cái nấm nấm đen ấy, Nigra, là trong cái trường hợp mà nấm nấm đen là tay chân, mà cái đại dịch của Covid mà cái đợt thứ tư năm ngoái ấy, chúng ta có thể thấy ở ở chỗ ở đâu ạ? Ở Ấn Độ đó, cái đại dịch đó. Và có một bài nấm liên quan đến Covid nữa, lát lát nữa, có lẽ tôi cũng sẽ trình bày luôn nếu như ta có thời gian, và cái điều đấy cũng rất là quan trọng, mà chúng ta thấy là bệnh nhân bị Covid xong thì nhiễm cái gì và nguy cơ là sẽ lây truyền những chủng gì, và chúng ta phối hợp điều trị ra làm sao, vân vân. Thế thì ở đây có một cái đặc điểm gây bệnh của cái chủng nấm ấy, tôi xin lỗi một tí. Chúng ta xem cái đặc điểm lây bệnh của chủng nấm. Chúng ta cứ quan sát slide một chút đi. Okay. Đây thì một cái đặc điểm rất là quan trọng của nấm lông ấy, nó liên quan tới các chủng nấm rất là nhiều. Ví dụ như là đối với Trichophyton rubrum chẳng hạn, thông thường thì gì hay khu trú ở nang lông, và vừa rồi chúng tôi cũng phát hiện ra khá nhiều Trichophyton rubrum ở nang lông. Đó, nó có thể tạo thành những cái vòng tròn đồng tâm hay là xuất hiện trong cái những cái hạt u hạt là mazochi. Đấy là cái nguyên nhân rất hay gặp. Hay là Trichophyton tonsurum chẳng hạn, mình gặp ở cái người lớn chăm sóc trẻ nhỏ thì là bị nấm đó, thì là trẻ lây qua người lớn. Hay những trường hợp như là cái nấm lây bệnh từ động vật sang từ môi trường ấy, thì chúng ta có thể gặp những cái nấm có những cái tên như là nấm vẩy rồng, hoặc là nấm kẽ chân, nấm kẽ tay, hay nấm mà bẹn vân vân. Hay lấy lây từ đây là lây từ người sang người, xin lỗi, lây từ người sang người thì có thể gặp nấm vẩy rồng, nấm kẽ móng chân, móng tay, rồi là nấm bẹn. Thế còn lây từ động vật sang thì chúng ta có thể gặp những cái chủng nấm liên quan tới như là thường là cái phản ứng của cái nấm sợi là chủ yếu, và nó hay gặp ở cái vùng bàn tay, bàn chân và râu, liên quan những động vật có vú, ví dụ như là chó hoặc mèo ấy. Đó, còn ví dụ như là liên quan đến chủng như là Microscalis thì là nuôi ở mèo. Còn cái Trichophyton mangrovis hay là Vamangrovis hay gặp chó. Cái Microscalisium là một cái chủng nấm rất đặc biệt và có thể tạo nên cái thương tổn ở trên lâm sàng, và có thể xâm nhập vào sâu, là thương tổn là viêm và có mụn nước. Đó là cái lây từ môi trường qua, đó là cái Microscalisium rất là hay gặp, Trichophyton verrucosum. Ở đây thì cái nấm da đầu chúng tôi có bốn cái hình thái là Trichophyton microsporum và cái Epidermophyton, xin lỗi, là cái Cerium decel, và thứ tư là cái Favus flavus. Đó thì là bốn hình thái gặp, còn cái Epidermophyton thì chúng tôi gặp chủ yếu ở nấm bẹn thôi, cho nên ở da đầu tôi gặp bốn cái hình thái này. Thì vừa rồi qua cái đề tài nghiên cứu chúng tôi chủ yếu là gặp Trichophyton microsporum, đó cũng ít gặp hơn cái Cerium để xin lỗi là chủ yếu là gặp cái hình thái là Cerium decel và do chủng Trichophyton và microsporum gây lên. Cái hình thái Favus thì rất là ít gặp, và bệnh thì thường gặp ở cái nấm da đầu thì đặc biệt là chủ yếu là 90% gặp từ lứa tuổi từ 1 đến 3 đến 5 tuổi, và rất là ít gặp từ lứa tuổi từ 50 đến 60 tuổi, là từ 0,3 đến 0,4%, tức dưới 0,5% thôi. Và đây là cái hình thái nấm da đầu, Cerium microsporum, Trichophyton hay là Favus.
Cái nấm tóc ấy thì nó có pia ở tai đen hoặc trắng thì chúng ta nhìn thấy ở đây rất là rõ. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có cái hình ảnh, tức là nếu như mà nấm tóc trắng ấy thì nó lại có thể xuất hiện những cái màu đỏ hoặc màu 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 xanh. Tóm lại là vậy, hoặc là cái màu rất là sáng, còn đương nhiên đen thì chỉ xuất hiện màu đen thôi, tức là màu đen và màu không phải đen. Đó, thì cái mật độ này thì đối với cái nấm tóc đen thì chúng ta hay liên quan tới cái việc mà như kiểu chúng ta hay hay sờ dọc vào sợi tóc ấy, chúng tôi cứ dạy cho học viên là vuốt dọc sợi tóc, mà chúng ta thấy những cái hạt sần ở cái sợi tóc ấy, chúng ta cắt cái hạt sần đó thì hay gặp ở các bà các cô ngày xưa là cứ gội đầu đêm, hoặc chúng ta hay gội đầu đêm mà ướt đi ngủ ấy, thì là rất hay gặp cái hiện tượng cái pia dioxide, mà pia dioxide tức là nấm pia đen thì là cái hạt rất là cứng, rất là chắc, và chúng ta khi mà lấy cái hạt là phải cắt cái sợi tóc có cái hạt như vậy, hạt như cái nhám ở tay ấy, sợi tóc ấy, chúng ta phải ngâm vào trong cái ống tiếp, sau đó chúng ta phải nghiền cái sợi ra thì mới thấy được cái vi nấm nằm ở trong sợi tóc hay là bao quanh sợi tóc. Còn đối với lại cái pia dioxide trắng thì nó giống như là cái vẩy 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 gầu bám ấy, nó rất là lỏng lẻo, nó mềm và gì ạ, chúng ta có thể là thấy rằng ở rất nhiều vị trí, có không phải chỉ nấm ra đầu mà chỉ ở đầu đâu, mà có thể xuất hiện ở các vị trí đầu và nó có thể xuất hiện ở các vùng nách hoặc là vùng sinh dục đó. Đấy, thì là ở hay gặp một đôi chủ yếu là các nước ôn đới và chúng ta cũng ít gặp hơn. Đấy, nguyên nhân là chỉ chúng ta biết rồi, đã trình bày ở trên. Thế cái nấm dâu cằm này thường gặp ở nam giới và ở châu Âu với châu Mỹ là chính, còn châu Á thì rất là ít gặp đúng không ạ, vì hay liên quan đến thói quen cạo râu, rồi là những cái vấn đề liên quan tới những cái căn nguyên liên quan tới cái cái thương tổn mà nó là những cái vùng mà râu mà người ta hay nhổ hay cạo kèm với những cái sẩn viêm ở quanh đó. Còn cái hiện tượng mà nó bệnh thì gặp ở các phần da khác nhau, xin lỗi là đấy dâu cằm, hai là đến nấm ở thân mình. Nấm ở thân mình thì chúng ta cũng gặp những cái căn nguyên liên quan đến nốt Mycorrhizal broom hay là Trichophyton broom, và các thể như là nấm ở thân mình thì chúng ta gặp hắc lào đấy ạ, nấm bẹn hay là nấm vảy rồng. Nấm vảy rồng là một lây hay thành đại dịch và chúng ta cũng rất ít gặp, thường hay gặp ở châu Phi. Đấy, cái dịch tễ của nấm nó cũng phân bố cũng có những cái đặc điểm riêng như vậy. Thế nấm ở thân mình ở đây thì chúng ta thấy là gì ạ? Đấy như tôi vừa nói, nấm có thể nấm vậy, đây là nấm vảy rồng, đây là nấm da, đây là nấm bẹn hay là nấm ở trên thân mình. Và cái nấm bàn chân thì chúng ta thấy rằng chủ yếu là do Trichophyton broom và cái bốn bốn thể lâm sàng. Ai đấy ạ? Gót chân và bốn là bọng nước. Thế thì cái này chúng ta cũng cái gì đấy em, hợp đồng gì đây? Hợp đồng vận chuyển với nhân sĩ không vậy em, mình còn nữa không, lại đẹp có một tờ này, hợp thế đồng thường là mấy chung tờ vậy chung em? một phần Em ạ, thế thì cái này là liên quan tới cái thể lâm sàng rất là nhiều thể, có thể bị ở gót này, có thể bị ở kẽ này, có thể bị ở bàn, và cái hình thái thương tổn có thể gặp ở bọng nước. Đó. Ở đây đối với nấm móng ấy, thì chúng ta thường là có một cái bài riêng về nấm móng, nếu các anh chị muốn nghe bài đó thì nó rất là hay, và các anh chị sẽ có một cái buổi, nếu chúng ta muốn nghe tiếp thì chúng ta sẽ giải lao 15 phút thì chúng ta quay trở lại với bài nấm móng. Đó, còn không thì tôi cũng chỉ nói ở đây, chúng ta sẽ hẹn nhau ở buổi khác, và chúng ta có một cái bài về lăng men thì chúng ta có thể giảng ngay cái bài lăng men cũng được, để buổi sau chúng ta giảng cái bài nấm móng. Rất là tôi cũng muốn là nói cái bài nấm móng nó kỹ một tí. Nếu như anh chị nào hôm rồi đã tham gia cái hội thảo về ninoxin đúng không ạ? Anh chị có tham gia hội thảo về ninoxin không? Thì chúng ta có một cái đề tài rất là hay, và quan trọng không phải là tôi nói về ninoxin mà tôi muốn nói về cái nấm móng như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp cận theo hướng nào. Một ý, là đương nhiên nấm móng thì điều trị rất là khó khăn rồi, và gây những cái gọi là vừa là cái sự chán nản của bệnh nhân và gây ra một cái gọi là cái thiếu kiên nhẫn của bác sĩ. Tóm lại là vậy, cả hai bên thì đều là gặp phải một cái vấn đề như vậy. Thế, vậy thì lại có hai vấn đề cũng trái ngược nhau. Mặc dù là cũng mong muốn bệnh nhân khỏi bệnh, nhưng mà một người thì là bác sĩ hay là thầy thuốc thì mong muốn là bệnh nhân khỏi về mặt cận lâm sàng, tức là cứ như vậy là khỏi mặt cận lâm sàng là chúng tôi điều trị thành công nấm rồi. Còn đương nhiên là móng loạn dưỡng rồi, kèm theo những cái móng nấm trên những cái vẩy nến, hoặc nấm trên viêm da cơ địa, hay nấm trên lichen vân vân, thì câu chuyện đấy nó lại là một cái vấn đề khác đúng không ạ? Thì cứ biết là tôi không có nấm là căn nguyên tôi đã tiêu diệt rồi, nhưng mong muốn của bệnh nhân thì lại hơn thế, vì nó liên quan đến thẩm mỹ và liên quan trực tiếp đến gì hàng ngày người ta nhìn, người ta quan sát thì gì ạ, nó còn quan trọng hơn là những thứ ở trên mặt người ta. Đôi khi lại móng nó vậy bắt tay, rồi là những cái việc mà chúng ta ăn uống hàng ngày nó rất là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt. Thế thì người ta mong muốn là gì, cái về mặt thẩm mỹ là phải đạt được, có nghĩa là chúng ta phải trở về cho người ta cái móng bình thường, thậm chí là đẹp.
Thế thì làm sao mà hai bên cùng gọi là gặp nhau ở một cái điểm chung là gì ạ? Vừa hết lấm nhưng mà móng cũng cơ bản cải thiện được 80% trong trường hợp này, hoặc là 50% hoặc 70% vân vân, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu những cái vấn đề là những cái yếu tố nào liên quan đến từ phía này hay từ phía kia, hay là cái xét nghiệm nào hay thuốc nào vân vân, chủng nào chúng ta có thể trả lời được, chúng ta có thể cam kết được với bệnh nhân, thể lâm sàng nào vân vân. Đấy thì cái bài Linosin cũng có những cái mục đích như vậy để chúng ta giải quyết được vấn đề của cả hai bên, chứ không phải chỉ là một cái bài nói chuyện hay là một cái bài đơn thuần là chúng ta tiếp cận về vấn đề nấm móng thì ai cũng biết rồi, ai cũng có thể chẩn đoán được rồi. Nhưng vấn đề chúng ta đi tiếp cận về điều trị và những cái vấn đề liên quan tới cái độ nhạy cảm của các chủng nấm như thế nào. Thì và khi mà nuôi cấy nấm móng hoặc làm đề tài về nấm móng, bản thân tôi cũng đã định làm một cái đề tài về nấm móng, nhưng mà thực sự là bệnh nhân rất là khó, ít cấy rất là khó, và định loại chủng nấm thì cũng rất là đa dạng, cho nên là cũng đang làm một cái đề tài về xác định các chủng nấm trong vòng 5 năm tại bệnh viện của chúng ta, và cũng đã đang cố gắng để lấy tất cả những cái bệnh phẩm liên quan, trong đó thì rất là quan tâm đến nấm móng và rất nhiều cách lấy bệnh phẩm khác nhau, đặc biệt là cái việc lấy làm sao để mà gọi là cái thương tổn nó mang cái tính chất là nó vô khuẩn đấy ạ, để chúng tôi còn có thể là để mục đích là cấy để nó không nhiễm tạp. Thì điều ấy rất quan trọng đối với nấm da thì rất là quan trọng, hay là chromo cũng vậy, những cái nấm mãn tính cũng vậy, rất là quan trọng cái việc mà cấy rất dễ nhiễm tạp, và như vậy thì nó sẽ mọc tùm lum lên và gần như là nó át hết tất cả những cái chủng nấm gây bệnh, cho nên là gần như là khi như đó thì tôi lại phải cấy lại, mất thời gian của bệnh nhân rồi mất thời gian của kỹ thuật viên này là bác sĩ làm labo và cấy nấm rất là nhiều. Thế thì ở đây có một cái vấn đề về nấm móng tôi cũng nói qua, tức là thương tổn thì có rất là nhiều biểu hiện lâm sàng với các biểu hiện lâm sàng khác nhau, từ móng teo, móng dày, rồi từ viêm quanh móng cho đến thương tổn mãn tính cũng như thương tổn bắt đầu cấp tính từ mầm dưới móng hay là cái bờ bên của móng đó vân vân. Đấy thì những cái thương tổn lâm sàng như vậy chúng ta quan sát ở đây chúng ta thấy rất là rõ và cái điển hình. Thế nhưng mà tôi sẽ nói với các anh chị trong cái bài Minoxidil, và chắc là nếu các anh chị muốn nghe nữa thì tôi sẽ mời công nghệ thông tin và xử lý ngay để chúng ta có thể quan sát, bởi vì cái bài đấy tôi muốn show cái slide nó rất là rõ ràng lên để chúng ta quan sát này, vì rất nhiều những cái nghiên cứu mà tôi có con này mày đúng là cái con người. Dặn giúp cô bệnh nhân đi, bệnh nhân nấm âm đạo mà em không dặn người ta kiêng tránh à, không thụt rửa rồi là hạn chế quan hệ trong những ngày nọ ngày kia đủ thứ vào. Em có nhắn tin riêng bệnh nhân rồi. Nhắn tin riêng à? Vâng, tại em có lấy số điện thoại em. Ừ, thế thì em bảo là chị cứ về đi, xong rồi là em sẽ tìm hiểu những yếu tố liên quan của chị và em sẽ hướng dẫn chị qua điện thoại. Thì như vậy thì để kết nối thêm với bệnh nhân cũng được nhá. Thế còn có vài câu vào đây cũng được, mục đích là lời dặn mà chẳng có lời dặn thì lại nói mình ấy. Vâng, thế để em ghi thêm ạ. Ghi thêm vài câu nhưng mà về vẫn phải bảo cái này quan trọng lắm, em phải tư vấn cho chị 3 ngày này, em phải quan sát xem triệu chứng của chị đỡ giảm như nào hay không nhá. Thì tóm lại em phải kết nối được với bệnh nhân thì cái quá trình điều trị em thành bảo công. Lưu số em ấy thế này. Ừ. Em Lưu số nhắn em nhưng tin. em phải chủ động, bệnh nhân người ta nhiều khi mãn tính người ta không chủ động đâu, nhất là bệnh nhân vùng kín thì nhiều khi người ta cũng tế nhị nhá. Ừ. À, chúng ta tiếp tục trở lại với một cái bài giảng tiếp theo rất là cái vấn đề về nấm gây bệnh ở mặt này, nấm gây bệnh ở tất cả các vị trí trên da. Thì tôi cũng chỉ nói thêm nữa thì các anh chị đã xem cái hình ảnh rất điển hình rồi, không phải nói nhiều bởi vì là mô tả thì cũng không có gì đặc biệt cả. Còn nấm ở bàn tay thì chúng ta cũng không có gì phải lo lắng, là rất là điển hình đấy. Nhưng mà cái chẩn đoán làm thế nào chúng ta chẩn đoán được thì có những công cụ gì trong tay, một ý, để chẩn đoán nấm thì chúng ta có gì ạ? Một là cái phương pháp soi tươi và hai là soi nhuộm. Thì soi tươi là gồm có soi trong cao hắt, soi trong cao hắt kết hợp với Bắc Kinh, hay là soi trong NAOH, NH kết hợp với Bắc Kinh ấy, Parker in ấy. Và thế còn cái nhuộm thì chúng ta có thể nhuộm Bright, nhuộm Gram, nhuộm Zin vân vân. Và nuôi cấy chúng ta cũng có môi trường Saburo, có chlorampheramine, chlorampheniconazole, hay là có tetracycline, hay là có gentamicin, hay là có cái những cái ức chế actinium đấy, tức là ức chế những cái chủng nấm tạp hay ức chế vi khuẩn vân vân, mà ở cái nhiệt độ hấp khử khuẩn cái môi trường từ 100, tại tại sao lại phải có những cái kháng sinh đấy, mà bao nhiêu kháng sinh khác sao lại chọn cái đó, là bởi vì nó liên quan đến cái việc hấp khử khuẩn đấy ạ. Cái môi trường nuôi cấy ở 100 đến 120 độ C trong vòng 15 đến 20 phút mà gì ạ, không bị biến tính cái kháng sinh đó,
để nó vẫn còn có cái khi cấy vào nó vẫn còn cái tác dụng diệt khuẩn. Và cái nhiệt độ chúng ta để từ nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C là nhiệt độ phòng, nhiệt độ ưu tiên cho sự sinh sản và phát triển của nấm. Và chúng ta không được để ở ngoài ánh sáng bởi vì ảnh hưởng đến sinh sản phát triển của nấm. Chúng tôi hay được để chúng tôi hút nuôi cấy trong cái tủ nuôi cấy, tủ ấm nhá. Đấy là chỉnh nhiệt độ và theo dõi nhiệt độ, có bảng nhiệt độ kiểm tra hàng ngày. Đấy thì chúng ta làm như thế. Thế cái miễn dịch hình quang hay là PCR hay là ELISA, tất cả cái này chúng tôi đều áp dụng. Thế nhưng mà bây giờ cũng áp dụng không phải ở lab này mà áp dụng ở các lab khác, bởi vì là nó không có đầy đủ cái dụng cụ, mà trong khi chúng ta là cái lab rất là gọi là đầy đủ về trong cái nghiên cứu. Tức là phương án 2, các bạn đang nói đi phương án 2, tức là mình sẽ nghỉ 15 phút. Vâng, thế thì một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ sắp hết rồi ạ. Chúng ta sẽ nghỉ 10 giờ 15 cho đến 10 rưỡi và chúng ta sẽ đến với một bài là ninosin. Xin lỗi là đến bài đến về bài nấm móng. Và một số cái gọi là rất nhiều thứ chứ không chỉ có ninosin đâu trong điều trị, nhưng mà chúng ta ninosin hơn một chút. Vì thực ra nó cũng có một số cái ưu điểm đấy, và chúng tôi đã làm cái pilot rồi, đã nghiên cứu rồi, và ở đây thì cũng có một cái nghiên cứu không chính thức, tức là nghiên cứu gọi là để sử dụng thêm cái sản phẩm hỗ trợ thôi, thì cũng đã cho kết quả khá là tốt. Thế thì cái xét nghiệm ở đây thì cụ thể chúng tôi làm những gì thì các bạn có lẽ là phần này tôi cũng xin không nói nữa, bởi vì là cái phần này các bạn sẽ trực tiếp đi qua lab thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái kỹ thuật này thì được cầm tay chỉ việc và được các bạn trực tiếp thực hiện khi dưới sự hướng dẫn kiểm soát của kỹ thuật viên và bác sĩ của xét nghiệm. Thì các bạn sẽ trực tiếp lấy bệnh phẩm, trực tiếp sẽ soi, trực tiếp sẽ làm, trực tiếp sẽ nhận định. Lúc đó thì chúng ta cũng sẽ rõ hơn về cái việc là chúng ta lấy như thế nào, làm cái bản nó làm sao, và nhận định kết quả với phiên giả kết quả như thế nào. Khi nào các bạn qua đây thì lớp trưởng sẽ liên hệ ngay sau buổi hôm nay. Ví dụ như chuyên khoa 1 thì các bạn có học lâm sàng, các bạn đều đi qua cận lâm sàng hết, nhưng mà có thời gian dài hay ngắn thì đi cận lâm sàng mà một vài ngày thì coi như là cưỡi máy bay cũng chẳng xem được hoa. Thế nhưng mà đi một tháng nó là truyền thông mà kiểu dân quê thì mình không biết cái mẹ gì đâu. Mình còn đọc từ internet nó thì đọc các mẹ ư đúng không? Khi nào đều là kinh khủng hơn. Đúng. Đọc cái gì đọc. Em xin phép cô ạ. Hoàng ơi tắt mic. Ngoài đọc được. Vâng, chúng ta tiếp tục quay trở lại. Các bạn đừng lo lắng gì cả, bởi vì những cái bài giảng này thì tôi sẽ share cho các bạn để các bạn có thể xem, và tôi biết là các bạn cũng ghi âm ghi hình lại rồi. Nhưng nếu mà chúng ta có gọi là cần nhu cầu thì các bạn có thể nhắn cho lớp trưởng, có thể đại diện nhắn thì tôi sẽ gửi cái bài giảng này. Không lo là chúng ta không có bài giảng hay chúng ta nhìn không rõ hay vấn đề gì cả. Đây là cái lỗi của kỹ thuật, thì công nghệ thông tin cũng đã chỉnh nhưng mà họ cũng chưa kịp, thì họ cũng đã, tôi vừa gọi điện mà họ cũng đã nhận là họ cũng chưa kịp rồi. Đấy thì ảnh hưởng đến cái buổi giảng như vậy. Đấy thì cái xét nghiệm mà tôi cũng không nói nữa. Đấy tôi muốn nói qua câu chuyện là liên quan như vậy. Và cái soi trực tiếp ấy, thì những cái hình ảnh như tôi cũng đã nói là chúng ta sẽ quan sát trực tiếp, và đây là cái hình nuôi cấy định loại, vân vân. Rất là nhiều chủng khác nhau, mỗi chủng có cái hình thái lâm sàng khác nhau, và chúng tôi quan sát cả mặt phải và mặt trái, tức là mặt trước mặt sau đấy ạ. Thì chúng ta thấy như rồi, chúng ta quan sát là vi thể, thấy những cái hình ảnh vi thể mà chúng ta kết nối với lại cái việc mà chúng ta điều trị liên quan tới cái đặc điểm lâm sàng và những cái chủng nấm thường gặp. Thế thì ở đây chúng ta có một cái nguyên tắc trong điều trị là chúng ta phải xác định là chúng ta được cái nguyên nhân, và chúng ta loại bỏ cái yếu tố thuận lợi, chúng ta kết hợp điều trị có thể đơn thuần hoặc là kết hợp bôi và uống. Thì quan trọng nhất là gì, những cái phòng hơn tránh. Ở đây là tìm được nguồn lây, cách ly nguồn lây, quần áo chăn màn đồ dùng chúng ta phải lưu ý vệ sinh cá nhân nhé. Và gì ạ, chúng ta phải là kỹ mặt trái, chúng ta luộc như thế nào, chúng ta phải dặn kỹ bệnh nhân. Cái này thì các bạn đã quá thuộc rồi. Thì còn quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng thuốc theo đúng cái thương tổn, đúng cái chỉ định và đúng cái thương tổn. Chúng ta không có lạm dụng cái thuốc chống nấm cũng như là chỉ định dùng thuốc chống nấm có thể gây ra cái hiện tượng độc với gan thận, cũng như là trong cái trường hợp mà chúng ta ảnh hưởng đến cái tính kháng thuốc, nguy cơ sẽ kháng thuốc. Và ở đây chúng ta thấy là có một cái sơ đồ về thuốc bôi chống nấm hay là thuốc chống nấm đó, và chúng ta nhìn thấy cái thành tế bào đây ạ, tức là một cái tế bào nấm thì đây là có nhân tế bào, và khi mà thuốc tác động vào, ví dụ như là cái tế bào nấm như thế này thì được cấu tạo bởi thành tế bào là protein beta glucan hay là chitin đó. Chitin ở trong nấm móng này, chúng ta lấy laser này sẽ tác động vào lớp chitin này, làm nhiệt nó tác động vào đây và làm biến đổi cái lớp chitin này, vô tình laser đó, laser CO2 1064 đấy, có thể là điều trị được cái nấm móng chính là do cái tác động của chitin này, hoặc là cái protein này hoặc beta glucan này, thì thông qua những
cái cơ chế của cái gì ạ? Tác động vào cái màng tế bào là nhóm azon thì tác động vào đâu ạ? Testosterone và progesterone hay là để tác động vào beta glucan thì người ta có nhóm echinocandin hay là gì ạ? Nhóm tabelafin thì tác động vào những cái squalene hay squalene epoxy là những cái enzyme mà thành tế bào. Hay là fluocytosine, tức là 5-fluocytosine thì tác động trực tiếp vào cái nhân tế bào. Nhưng mà đương nhiên rồi, nếu như các đồng chí hình dung là nếu như tác động vào nhân tế bào nhá. Đấy, mà chúng ta chỉ dùng mỗi fluocytosine thôi mà trong thành tế bào rất là dày, rất là nhiều lớp như thế này. Thì để làm sao mà phá được cái thành tế bào mới vào trong đây thì thông thường 5-fluocytosine sẽ kết hợp với một cái chất phá thành tế bào nữa, ví dụ như echinocandin, ví dụ như amphotericin hoặc là gì azon hoặc là tetrabenafin vân vân. Thế thì thuốc bôi chống nấm ở đây có rất nhiều nhóm, trong đó thì gì ạ? Có một cái nhóm là liên quan tới cái thuốc bôi mà có thành phần như siconopiroc này, hoặc là ninosin này, hoặc là terbinafine này, clotrimazole này, thường bôi trong vòng một tháng từ 1 đến 2 ngày một lần. Thế đây là những cái thành phần thuốc bôi mà tôi đã ghi ở đây, nấm thân mình thì bao nhiêu tuần vân vân, cách thức bôi như thế nào và các nhóm thì rất rõ ràng ở đây. Các đồng chí có thể tham khảo. À, các bạn có thể tham khảo. Thuốc uống thì chúng ta thấy rằng là thuốc uống chống nấm thì có rất là nhiều nhóm, cho đấy có nhóm triazole nữa chuyển tổng hợp ergosterone này, 5-fluocytosine nữa ức chế tổng hợp acid nucleic này, hay là gliosinfulvin này ức chế phân bào, ức chế quá trình lên của nấm, hay là capsofulvin ức chế tổng hợp thành tế bào nấm, vân 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 vân. Trong đó thì chúng ta biết là nystatin ấy thì nó liên kết với ergosterone mà màng tế bào nấm, tức là liên kết và phá hủy cái ergosterone thông qua cái việc mà kết hợp với nó. Đấy, còn tetrabenafin thì chúng ta biết rồi, kết hợp giữa cái phá hủy nanosterol và ergosterol. Thì cái kháng thuốc ở đây thì chúng ta thấy rằng là xin lỗi, thuốc uống thì chúng ta đối với thương tổn lan rộng lâu dai dẳng không khỏi chúng ta sẽ cho uống. Đó. Nên kiểm soát chức năng gan thận trong và sau quá trình, xin lỗi là trước và trong nhé, thậm chí cả sau, liều lượng và thời gian tùy thuộc vào từng cái bệnh lý như vậy. Và các phác đồ thì thông dụng là gì ạ? Chúng ta ví dụ như là đối với tetrabenafin thì chúng ta uống trong 250mg một lần một ngày trong vòng 10 đến 14 ngày trước bữa ăn, để uống trước bữa ăn nhé. Phụ nữ có thai và trẻ em bú, trẻ dưới 16 tháng tuổi, bệnh nhân suy gan nặng là không được dùng, chống chỉ định. Itraconazole thì dễ dàng hơn, có thể mọi lứa tuổi. Và chúng ta đối với người lớn thì là 100mg một viên, 2 viên một ngày trong 3 đến 4 tuần. Còn trong trường hợp trẻ con thì chúng ta có thể là từ 15 đến 20mg trong 1kg cân nặng. À xin lỗi, 5 đến 10mg trong 1kg cân nặng. Gliosinfulvin cũng vậy, đối với trẻ em thì 10 đến 20mg trên 1kg, còn người lớn thì 2 viên một ngày. Đó, và điều trị theo thể bệnh tức là gì ạ? Tôi đây tôi phóng cái này lên các anh chị xem ạ để cho nó rõ. Các anh chị ơi, mình có nhìn thấy cái bảng 2 về cái liều lượng điều trị trong việc uống thuốc chống nấm không ạ? Điều trị nấm ngoài da không ạ? Có quá. Chúng tôi xin lỗi là tôi sẽ cố gắng được cái bảng nào mà nó như thế, nó bé này thì sẽ sâu lên nhá. Thì mình sẽ xem. Thế như thế này, đây là một cái bảng nói về liều lượng và những cái gọi là cái thời gian mà mình dùng đấy ạ. Thì thứ nhất là đối với nhóm itraconazole là chúng ta hay dùng đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng với liều 5mg cho 1kg đối với nấm da đầu. Là da đầu thì vì sao lại dùng cái này? Chúng ta suy ra là hay gặp ở trẻ em. Từ 90% là từ 1 đến 3 tuổi đến 5 tuổi thì chúng ta dùng liều 5mg cho 1kg trong vòng 4 đến 8 tuần. Thứ hai là gì ạ? Cái mà liên quan tới cái nấm ở bàn chân thì chúng ta có thể dùng trong vòng một tuần. Đấy, nấm ở thân mình thì chúng ta có thể dùng gì ạ? Một tuần. Đó, nhưng mà đối với lại cái nấm ở bàn tay ấy ạ, thì chúng ta có thể dùng là nếu itraconazole thì là gì ạ? 2 viên một ngày tới 200mg trong vòng 3 tuần. À 12 tuần, tức là 3 tháng ạ, tức là nấm móng đấy ạ, nấm móng tay đấy ạ. Thì 3 tháng, đối với nấm móng chân là 6 tháng, đúng không ạ? Nhưng đây không phải là 200mg trong 12 tuần, mà không phải chúng ta dùng liều ngắt quãng. Tức là 400mg một ngày trong vòng 1 tuần, nghỉ 3 tuần thì lại uống tiếp trong vòng 3 tháng. Đó, vân vân. Thì chúng ta cũng tham khảo thêm cái bảng này. Trong đó thì có cái Tyler Capitis, thì nó liên quan đến cái gliosinfulvin, tôi nói rồi, 10-15mg, thậm chí 20mg trên kg cân nặng. Đấy, đối với trẻ em mà điều trị trong vòng từ 6-8 tuần. Thế cái pediatrics là Anders này, dosing này, thì cái nấm mà liên quan đến trẻ em ấy thì chúng ta rất là quan tâm đúng không? Tôi phụ nữ cuganazone thì 60mg trên 1kg cân nặng, gliosinfulvin thì 10 đến 20 vân vân, rồi là cái 500 không quá 500mg một ngày. Đó, tức là xin lỗi là liều đối với trẻ người lớn, người trưởng thành là 500mg một ngày, còn trẻ em là phải 1kg cân nặng. Đấy, theo cân nặng. Thế thì đối với itraconazole 35mg và tetrabenafin thì không có chỉ định cho trẻ em, bởi vì trên 16 tuổi phụ nữ có thai là chứng chỉ định, người suy gan thận nặng là chứng chỉ định. Vì vậy chúng mình chỉ dùng cho người trưởng thành một viên một ngày trong vòng là từ 3 đến 4 tuần. Và đây chúng ta có thấy cái hình ảnh mà phân bổ của các chủng nấm không? Gọi là các nơi mà người ta thôi ạ. Thế thì chúng ta sẽ đến với một cái slide này. Các bạn ơi, mình đang ở bảng 2.
liên quan tới điều trị theo chủng nấm. Thì có bảng 2 này, và liệu pháp điều trị Tebilafai trong cái việc mà có đề kháng đối với Trichophyton dubrum thì người ta sử dụng những cái thuốc khác nhau, ví dụ như là Trichophyton dubrum thì gây bệnh ở rất nhiều nơi, từ nấm thân mình, nấm bàn chân, bàn tay, nấm móng vân vân, và người ta đã sử dụng cái itraconazole trong điều trị. Thế thì cái chủng nấm này nhá, nhưng mà tùy từng liều điều trị khác nhau. À xin lỗi, là tùy từng cái vị trí khác nhau mà chúng ta có cái gọi là liều khác nhau, thời gian khác nhau. Đấy, nấm thân mình điều trị 2 tuần. Các bạn ơi, mình có nhìn thấy không? Ôi dồi, đang ở slide điều trị thể bệnh cô ơi. Ok các bạn thân mến. Thì tôi đã nói cái này rất nhiều slide nhưng nó nhỏ nhỏ này, vì là cái này slide này rất là hay. Nhưng nếu như ấy, mình đây ạ, dubrum đây ạ. Đây ạ. Nào, chúng ta đã nhìn thấy chưa? Cái này là dubrum nhá. Tức là dermatophyte species là chỉ nói về dubrum thôi, vì nó gặp quá nhiều mà nó gây bệnh ở rất nhiều vị trí, cho nên chúng ta nghiên cứu cái liệu pháp điều trị của nó. Các đồng chí nhìn thấy chưa? Anh ấy dặn bệnh nhân là cầm lên đấy, thế sao mà là để anh ấy lên. Kệ. Mà bây giờ cái liệu không hiểu được anh ấy. Anh ấy ta thế kệ kiểm tra. Chúng ta có cái itraconazole điều trị, ví mà dụ dạng như bản thân của Trichophyton dubrum thì là 100mg một ngày, hoặc là đối với nấm ở thân mình hay nấm ở mặt à, điều trị trong, trong 2 tuần đó, một ngày trong 2 tuần, xin lỗi là trong 4 tuần, còn điều trị trong 3 tháng đối với cái chủng nấm mà có thể bị ở thân mình, ở bàn chân hay là ở bẹn ấy ạ, chúng ta điều trị 3 tháng rồi. Đừng chủ quan là bệnh nhân cứ cho đơn rồi còn gì nữa, lên làm gì. Không phải đâu, vẫn lên nhưng mà đơn thì đơn thêm anh ạ, thì anh cho sẵn thì anh bác sĩ Hương thì chị thôi, chúng ta nghỉ giải lao nhá, chúng ta không giảng tiếp nữa nhá, các bạn ồn ào lắm. Chị Hương ơi, chị Hương chuyên khoa 2 ơi. Chị mấy chị tâm bích đi nhá. Chị Hương tâm bích đi ạ. Hương nào đấy ạ? Chị Hương chuyên khoa 2. Ừ. Chị Hương chuyên khoa 2 ở bệnh viện đó. À, tôi tiếp tục nhá. Thì ý tôi muốn nói là các bạn hãy quan tâm đến chủng nấm. Tại sao chúng ta phải định loại ra? Bởi vì chủng nấm này này theo cái thương tổn mà nó có cái thời gian điều trị khác nhau. Đó. Chứ không các bạn chỉ điều trị gì ạ, một tháng các bạn mà khỏi rồi, không phải. Nếu mà cái Trichophyton dubrum thì đối với nấm thân mình phải và nấm bẹn thì chúng ta phải điều trị tới 3 tháng. Đó, còn các nấm khác thì chúng ta điều trị dưới 1 tháng, hoặc có cái nấm Trichophyton mà nó có thể điều trị tới 10 tuần. Đó, tức là trong vòng 3 tháng. Đấy, thì còn có loại mà nó có thể khu trú, nó có bị ở mặt chẳng hạn, nó có thể chỉ điều trị 1 tuần thôi, hoặc là 4 tuần thôi. Đấy, hoặc là điều trị 4 tuần sau đó duy trì 1 tuần. Đấy, với liều lượng là 100mg trên 1kg, à xin lỗi, 100mg trên 1 ngày, vân vân. Tiếp theo, chúng ta đến với một slide, còn một slide nữa thôi là chúng ta kết thúc ạ. Đây ạ, mình có nhìn thấy cái slide này, tức là nói cái bảng 4, nói về đây là chúng tôi trích dẫn một số cái nghiên cứu ra, thì tôi thấy rằng là đấy là cái kháng nấm ở dermatophyte, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc này có liên quan tới cái mix, tức là nồng độ ức chế tối thiểu. Cái nghiên cứu tiếp về các chủng nấm thì người ta quan tâm tiếp đấy là à thì ông làm kháng sinh đồ như vậy thì cái nồng độ ức chế tối thiểu như thế nào để ông điều trị đặc hiệu và tận gốc đúng liều, đúng không ạ? Thế thì ở đây các anh chị cũng xem qua thôi để các anh chị biết rằng là có những cái trường hợp như thế. Thế thì ở đây có một cái nữa là cái phác đồ thay thế đấy, để chúng ta cũng xem nhá. Cái phác đồ thay thế khi mà kháng Tebilafide thì chúng tôi cũng đã nói rồi, ví dụ như là một số cái chủng nấm Mantarophyta này nguy cơ gặp rất là nhiều, mà kháng Tebilafide thì chúng ta sử dụng itraconazole và voriconazole như thế nào, thì ở đây chúng tôi cũng có đầy đủ. Đấy, ví dụ như là kết hợp với bôi, kết hợp uống trong vòng là 4 tuần đến 6 tuần. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái slide, tức là chúng ta kháng nhóm azole, nghe lạ chưa? Đó, thông thường các anh chị đầu tay là itraconazole, sporan, spulit, carbat, v.v. Nhưng mà gì ạ? Khi mà nghiên cứu dưới góc độ mà gọi là nồng độ, xác định nồng độ ức chế tối thiểu, chúng tôi thấy rằng là rất nhiều báo cáo ở Ấn Độ đã cho thấy là cái việc mà các chủng nấm này đã có nguy cơ kháng thuốc. Trong đó thì có chủng nấm là Mantarophyta hay là Mantarophyta và Mantarophyta hay là cái idotine. Đó, thì là đã có nguy cơ kháng itraconazole rồi. Cho nên các anh chị hết sức là lưu ý và kháng cả voriconazole và fluconazole. Kính thưa các anh chị, thì bài giảng chúng ta tạm dừng ở đây. Có lẽ là chúng ta cũng dừng luôn để chúng ta sang một cái bài khác vào một buổi khác.
Chứ hôm nay thì chúng ta không ra chơi mà học liên tục như vậy thì các bạn chỉ nghe thôi thì nó cũng không có mệt lắm. Còn tôi thì cũng bị hậu Covid nên cũng đang rất là hơi khó thở một chút và cũng khan tiếng. Cho nên là cũng rất là mong các anh chị thông cảm và chúng ta sẽ gặp nhau trong, có lẽ nếu sáng mai thì không được mà chúng ta có thể sáng thứ sáu được không? Đấy, thì các anh chị thu xếp và tôi sẽ liên hệ với lại quản lý ở phòng đào tạo, quản lý học viên để thu xếp sáng thứ sáu chúng ta sẽ giảng nốt bài nấm máu lang ben. Đó. À, thì chúng ta bắt đầu giảng từ 8 rưỡi có được không ạ? Chữa chỉ 8 rưỡi thì được ạ. Sau đến tầm 10 rưỡi đi cô Lan giảng ạ. Thế nhất trí rồi thì tuyệt vời. Thì thời gian khớp là khớp nhau rồi. Thì 8 rưỡi chúng ta sẽ giảng rất nhanh bài lang ben và bài nấm móng tôi sẽ nói kỹ hơn. Và chúng ta đi vào nấm sâu ạ. Đấy, nếu có thời gian tôi sẽ nói nấm với Covid và nếu có thời gian tôi sẽ đi thêm bài tổng quan nấm. Nếu có thời gian tôi đi đến nấm cơ hội, vân. Đấy, nhưng mà chắc là những cái bài không có thời gian thì chúng ta sẽ có những cái buổi giảng khác hoặc là các bạn có thể trao đổi để chúng ta có thể lên lab để chúng tôi có thể có cơ hội chia sẻ cho các bạn sau. Thế bây giờ rất là mong là chúng ta sẽ dừng ở đây, giải lao và nghỉ luôn nhá. Thông cảm một tí. Mình cũng định giảng 11 giờ đấy, nhưng mà có lẽ là thôi thì để các bạn nghỉ giải lao ở phút cuối vậy. Thế cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Em có cô nói chuyện không? Cứ nói đi ạ. Đây mình đây. Vâng, em cô là cái bài đại cương về nấm nông này, nếu mà bọn em đi thi lý thuyết thì câu hỏi nó sẽ như nào hả cô? Đi thi lý thuyết thì mình cũng không nhớ đâu. Mình không nhớ là câu hỏi thì bên mình ra hay là ai ra, bởi vì cứ ra chéo nhau ấy. Đấy, thì mình cũng nhớ không nhầm ấy là có câu hỏi về nấm mẹn thì thường là chẩn đoán và điều trị. Đấy, hoặc là triệu chứng lâm sàng của nấm móng, nấm tóc. Đấy, và điều trị, những đa phần là chẩn đoán và điều trị, tức là nói cả lâm sàng và cận lâm sàng và điều trị. Tức là cái câu cụ thể về, tức là cụ thể về một thể thể nấm, ví dụ nấm móng, nấm tóc đúng không cô, chứ không phải là đúng đúng chính xác luôn đấy, thể thôi nhá. Vâng, chứ em thì tưởng là hỏi cả đại cương về nấm nông thì phải biết hết thì thực ra về cái bài đại cương về nấm nông là bản thân mình muốn là cho các bạn là kiểu như hiểu về cái tổng quan một chút, và chính cái tổng quan đấy khi hiểu, khi nắm được rồi thì đi vào từng cái bài cụ thể, nó rất đơn giản. Và cái bài này tôi cũng không giải cái gì quá cụ thể cả, mà tôi chỉ giảng là gì ạ, những cái vấn đề liên quan đến cái nấm nông đó và những cái vấn đề mà hiện nay ta đang quan tâm là thuốc đang dùng thì khuyến cáo kháng như thế nào, phác đồ thay thế khi kháng cáo khuyến kháng chủng nấm đấy thì ra làm sao, và cái chủng nấm đấy là chủng nấm nào, về mặt cận lâm sàng thì người ta nghiên cứu ở mức độ nào rồi, cái dịch tễ nó ra làm sao. Đó, cái miền nhiệt đới khí hậu nóng ẩm vậy thì cái nguyên nhân mà thường gặp là cái gì? Đó, thì tất cả những cái việc đấy thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta đi là nấm, bây giờ bài nấm nông mà đi giảng từng cái bài một thì nó chắc không có vấn đề gì, nó rất đơn giản. Chẩn đoán thì các bạn đọc ở trên sách có hết rồi, và điều trị thì đây là chung chung như vậy thôi. Đấy. Tức là bài này là rất là tổng quan nhưng nó rất là cụ thể. Và các bạn học thêm thì các bạn học trong sách giáo khoa thêm. Đó, đã có từng bài rồi mà. Còn nếu mà một buổi mà giảng về nấm nông thì chắc là không giảng được nhiều lắm, nhưng mà nó không gì khó cả, triệu chứng thì rất là đơn giản, các bạn gặp nhiều mà. Cái cách báo cáo người nghe khác và người đọc sách nó khác nhau ở chỗ đấy, báo cáo nó khác, nó phải báo cáo, nó phải mang tính chất tổng hợp chứ, báo cáo không phải có 10 bài chúng ta chỉ báo cáo cả 10 thì chết rồi, sẽ tổng hợp kiến thức lại và các bạn khi thi thì sẽ cụ thể hơn nhá. Còn ý kiến gì khác không các bạn ơi? Cô ơi, cho em hỏi hai câu được không ạ? Em hỏi đi. Vâng ạ, thứ nhất là cái nấm mẹn lúc nãy cô nói là mình phải định ra chủng để dùng thuốc có cái dùng dài, dùng ngắn đấy cô. Thì ví dụ tuyến dưới bọn em mà chưa có cái nuôi cấy đấy thì trong trường hợp nào thì bọn em nên tiếp tục điều trị nếu nghi ngờ cái chủng kháng nấm mà, hay là bắt buộc phải làm nuôi cấy ạ? Đây, đấy là câu hỏi thứ nhất đấy, hai câu trộn vào. Đấy là một câu, còn một câu thì em xin phép chia sẻ hình ảnh để nhờ cô định hướng cái ca này là nghĩ đến gì cô. Thì... Ok, vâng ạ. Bây giờ thứ nhất là câu thứ nhất này, của bạn trả lời bạn, thì tôi không nói là nấm mẹ là có khả năng kháng nhá, bởi vì bạn nhìn đây, các bạn nhìn đây là tình hình cái kháng tecbilafin là người ta hay gặp nhiều hơn. Hiện nay mình đang sử dụng tecbilafin đấy để mình điều trị khá nhiều với hàm lượng 200mg đấy, một viên một ngày đấy các bạn ạ. Cả nấm móng, nấm thân mình vân vân, như tôi thì rất ít dùng tecbilafin bởi vì tôi hay dùng cái nhóm ketocolla, nhóm azone, triazone, tức là cái nhóm đấy thì hiện nay nó có lưu azone, nếu mình kháng thì mình chuyển sang lưu azone thì là có nghĩa là nó vẫn có cái cơ chế nó tác động vào cái prostaglandin P6GD ở màng tế bào như vậy, thì câu chuyện là nó sẽ đánh vào ergosterol như vậy. Thế thì đang muốn nói là tôi bao giờ tôi ưu tiên dùng nhóm sporan hay là nhóm azone,
Đấy, chứ tôi ít dùng nấm Pilafine, thì có những cái đề tài nghiên cứu về tech Pilafine điều trị nấm móng cũng có kết quả. Nhưng thực ra thì tình hình kháng thuốc rất là nhiều đối với cái tech Pilafine này. Chúng tôi không nói là đối với chủng nấm nấm bẹn nhá, nấm bẹn chỉ có một chủng duy nhất là Epidermophyton floccozon gây lên thôi. Cho nên câu chuyện là chúng ta không cần quan tâm đến cái nấm bẹn, bởi vì chỉ có một chủng thôi thì không, cái vấn đề thì không thể kháng được, mà có kháng thì nó có rất nhiều cái biện pháp, rất nhiều thuốc để lựa chọn. Không, tôi không, thứ nhất là cái câu hỏi của bạn là nó không phải là cái chủng nấm đó, còn bạn hỏi chủng nấm đó thì cách điều trị của chủng nấm đó để đến nay chưa có báo cáo về kháng. Thế còn nếu mà điều trị Tebilafai mà bôi mà thấy cái hiện tượng mà có cái dấu hiệu là bệnh nhân mãi không đỡ thì có thể liên quan đến kháng thôi đó, chứ còn chưa có báo cáo nào về kháng hết đó. Thì gặp cái ca của bạn mà nó kháng ấy thì tốt nhất là gì ạ, bạn chuyển thôi, bởi vì tôi quan điểm là tôi không dùng Tebilafai từ đầu, thậm chí thất bại với tôi đi Azon thì bắt đầu tôi mới dùng Tebilafai đấy. Đấy, chứ còn thất bại với Telenfine mà chuyển sang Azon là hai cơ chế khác nhau nha. Đó, mà cái Azon thì mình có thể bôi uống tắm gội được hết. Đấy là sử dụng rất là nhiều. Đó, và kiểu như là cái đặt kháng sinh đồ, khoanh giấy kháng sinh đồ nó cũng rất đa dạng trong cái trường hợp đấy. Thế, và ở đây thì cái kháng kháng sinh này chủ yếu là gì ạ? Chủng nấm kháng Terbinafine, một là Tricobilum rubrum, hai là Tricophyton montagrophis. Đó, và kháng cái nhóm Azon thì bắt đầu có báo cáo rồi. Đó, thì tôi muốn nói là cái vấn đề kháng là kháng như thế. Bạn ạ, mời bạn chia sẻ hình ảnh đi ạ. Vâng. Em chưa chia sẻ được cô ạ. Thưa cô, trong lúc bạn Thắm chia sẻ hình ảnh, em xin hỏi cô hai câu đúng không ạ? Alo, alo ạ. Ờ, tiếp tục đi ạ. Trong lúc bạn Thắm chia sẻ hình ảnh, em xin hỏi cô hai câu đúng không ạ? Ờ, có em ạ, mời em. Vừa rồi cô nói rằng là cô nói là cái phản ứng, em muốn cô giải thích cho em là cái phản ứng viêm vì sao ở động vật lây sang người nó lại mạnh hơn so với người sang người ạ. À, thì tôi cứ hỏi em mà em trả lời chưa? Thì em muốn nhờ cô trả lời với cô. Thứ hai là cô có thể giải thích giúp em là cái tổn thương của nấm ấy, nó là xu hướng lành giữa và ly tâm ấy cô. Ừ. Nếu mà giải thích cho sinh bạn học thì vì sao nó lại như thế thôi không cô? Ừ. Thế bây giờ tôi hỏi bạn nhá, thì hai cái câu đấy thì tôi cũng sẽ trả lời cho bạn, nhưng mà vấn đề là bạn nôm na là bạn hiểu vấn đề như nào? Theo em thì bạn cứ trả lời thật là thoải mái, không cho điểm, không đánh giá gì, bạn đặt câu hỏi và trả lời đấy là điều rất đáng quý đấy, rất là trân trọng, chứ không phải là để chúng ta tìm ra ai đúng ai sai. Có khi tôi cũng chưa trả lời chưa thỏa đáng đâu, nhưng mà gì ạ, chắc chắn là tôi cũng sẽ bằng tất cả những cái gì mà chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu biết tôi sẽ trả lời bạn đó. Nhưng mà tôi cũng rất mong muốn là chúng ta sẽ động một tí, tức là chúng ta trao đổi một tí, chúng ta không thể động theo kiểu là hai bên cùng hoạt động, chứ không phải là bị động là chỉ có tôi thôi đấy. Cô rồi thì, hỏi thứ nhất thì theo em hiểu gì, ví dụ như trong trường hợp mà ở trên người thì vẫn có một số loại vi nấm là thuộc loại vi của mình, thì khi mà coi thì từ động vật sang thì nó có thể là một cái tác nhân lạ hoàn toàn với cơ thể, thì cái phản ứng viêm, cái phản ứng miễn dịch tế bào nó có thể mạnh mẽ hơn. Đấy là câu em hiểu câu thứ nhất. Còn câu em hiểu thứ hai thì là có thể là do cái tổn thương phản ứng miễn dịch của cơ thể nó là một phần, và phần thứ hai là cái hướng phát triển của nấm ấy cô. Tức là theo em đọc theo cái hình tia, tức là nó sẽ cứ nảy chồi theo cái hướng đi ra bên ngoài. Thì em cũng tìm hiểu như thế, nhưng em cũng không biết là như thế có đúng hay không ạ. Đây bạn ạ, thế thì hai câu hỏi của bạn cũng rất là thường gặp, nó cũng gọi là thông thường thì là chúng tôi sẽ hỏi thi đấy ạ. Bật mí luôn với các bạn là rất nhiều thầy cô hỏi thi đấy, thì hỏi câu câu hỏi của các bạn. Thế thì ở đây trước hết chúng ta phải thấy rằng là câu hỏi thứ nhất ý, là bạn có đang có muốn hỏi về cái vấn đề là độc đực, tức là cái chủng nấm tại sao ấy thì lây từ động vật sang người mà lại có thể tạo ra một cái phản ứng viêm nó mạnh mẽ như vậy, bởi vì đa phần là nấm gì ạ, viêm nhẹ đến viêm trung bình hoặc là không viêm, đúng không ạ? Thế thì bạn trả lời cũng đã có sự hiểu biết nhất định rồi, và tôi cũng nhất trí đấy là trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng khi nấm và xâm nhập vào một vật chủ ấy thì chúng phải có cái gì, một là cái độc lực, hai là cái ái lực. Độc lực của chủng nấm, ái lực của vật chủ đó, hay là cái gì, sự gọi là sự đáp ứng của cơ thể vật chủ, sự thích nghi cơ thể vật chủ, và ba là yếu tố thuận lợi. Thì ở đây nó đều hội tụ cả cái vấn đề ba yếu tố đó, bởi vì có yếu tố tiếp xúc đó, chó mèo vật nuôi sống thường là liên quan đến động vật, mà chó mèo động vật có vú loại nhỏ thì là bò ngựa cũng có gặp, thế nhưng mà chủ yếu là chó mèo. Thế thì bò ngựa hay liên quan đến nấm móng,
đấy, một số cái nấm móng của bò ngựa còn ở ở trên thân mình, ở tóc hay gặp nấm gây bệnh ở động vật là chó mèo. Thế thì bây giờ cái động vật nuôi sống quanh ta, hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nó và gì ạ, nó là một cái cơ thể khác hẳn của chúng ta. Nhưng khi nó bị nấm thì gì ạ, nó ký sinh trên cơ thể vật chủ đó và nó gây bệnh cho cơ thể là vật chủ, đến là con mèo đó, từ động vật là từ con mèo. Thế thì sau đó thì nó lại tìm được một cái cơ thể vật chủ khác để nó ký sinh. Thế thì nó đang ký sinh ở cơ thể vật chủ này với những cái tính chất đặc điểm như thế đó, nhưng nó tìm cơ thể vật chủ đương nhiên nó phải biến đổi, thứ nhất về mặt độc lực, thứ hai về cách lây truyền, và chúng ta lại có các thời ngày chúng ta ôm ấp tiếp xúc với con mèo rồi các động vật nuôi được thông qua lông lá rồi tất cả cái môi trường ta sống, thì vô hình dung là gì ạ, tất cả những yếu tố đấy vô cùng là thuận lợi để tạo ra một cái phản ứng gọi là viêm, gọi là một cái phản ứng gọi là nó bám dính đã, nó tác động đã, nó xâm nhập đã, đó thì là những cái điều kiện thuận lợi rồi. Thế thì cái quá trình đấy nó sẽ tạo ra một cái phản ứng viêm rất là mạnh. Mạnh là bởi vì đây là một yếu tố rất là lạ, và yếu tố thông thường nó lây từ người sang người thì chúng ta biết là nó viêm nhẹ, nó thích nghi vì pH tất cả các thứ thích nghi hết rồi, điều kiện nhiệt độ độ ẩm thích nghi hết rồi, nhưng sang đây nó không thích nghi, và nó không thích nghi nó phải tạo ra một cái gọi là một cái độc lực và tạo ra một cái cơ chế xâm nhập đặc biệt các bạn ạ, thì nó mới đi vào trong cái thông thường. Ví dụ ở đầu thì nó sẽ đi vào cái, ví dụ perion các bạn thấy đúng không, rất là điển hình, thì nó sẽ đi vào ở cái lớp bong mật của sừng ấy đó, cái lớp dây xước, lớp bong mật của sừng, và nó xâm nhập vào những cái vùng tóc yếu dụng như vậy, và nó trực tiếp gây thương tổn ở da đầu và ở nang tóc đó. Vậy cho nên nó hiện tượng là viêm mủ thì ở da đầu, còn xâm nhập nấm thì ở nang tóc. Và chúng ta muốn chẩn đoán được trong trường hợp perion, chúng ta phải nhổ cái sợi tóc ở cái mà thương tổn bọc mủ ấy, chúng ta soi trên cái hiển vi chúng ta mới phát hiện được, chứ cái sợi tóc mà nó chắc mà nó không dễ dàng rút như rút bạn hoặc ở cái thương tổn sần mủ thì không thấy được cái hiện tượng viêm. Vậy thì nó đáp ứng không chỉ ở cái lớp sừng ở tóc mà nó đáp ứng cả cái lớp sừng ở da, và cái phản ứng viêm đương nhiên nó sẽ khuếch đại lên, đúng không ạ? Tạm thời như thế, thông thường hay gặp cái chủng Trichophyton rubrum hoặc Mantaclophyton. Mà cái chủng mà tôi vừa báo cáo với rubrum ấy là bắt đầu có xu hướng là nó kháng nhiều với terbinafine đấy. Nào, được chưa ạ? Một câu. Vâng. Câu thứ hai là bạn có hỏi là tại sao cái nấm ấy thì nó có xu hướng là gì ạ? Lành ở giữa và nó cứ lan ra hình vòng cung, bờ nó không đều ngoằn nghèo đúng không? Và quan trọng là nó lại giới hạn giữa da bệnh và da lành rất là rõ. Và ở giữa thì nó lành, còn nó cứ lan ra xung quanh. Thì câu hỏi này, câu trả lời này thì để buổi sau có được không? Thì bởi vì là muốn cho các bạn suy nghĩ, đó là câu hỏi thi. Đấy. Câu hỏi thi thì bây giờ ai cũng hỏi thi câu đấy thì bật mí ra để coi như biết hết à? Hay là bật mí luôn? Hay cô cho người đoán rằng bật mí luôn gọi để lâu quên, nhớ không gặp nữa. Rất là thông minh đấy, rất là gọi là nhanh trí đấy ạ, bởi vì là để đoán xong mới đầu mới trả lời thì coi như là câu luôn đúng không? Thế bạn nào trả lời đi ạ, bạn nào xung phong thì lúc tôi gặp mà chấm điểm là tôi sẽ cho thêm điểm. Em cô là em thôi được rồi, em cứ thử trả lời tại vì không có điểm. Hoan nghênh. Vâng, em cô là tại vì có thể là do cái nấm thì nó sẽ có xu hướng là đầu tiên là mọc ở tại vị trí tổn thương đấy, sau đó thì... Ai đấy ạ? Tôi xin tên ai đấy ạ? Em là Đạt ạ, chuyên khoa 1 lớp 25 ạ. Rồi, cảm ơn bạn Đạt. Vâng. Thì em nghĩ là thực vật nói chung thì nó sẽ có xu hướng là phát triển lan rộng ra gần, nhất là nấm. Thì em nghĩ là khi mà ở cái một vị trí tổn thương ban đầu ấy thì nấm nó sẽ gây ra tổn thương cái lớp thượng bì ở đó. Sau đó thì khi mà cơ thể đến sẽ tạo ra một cái kháng, nói chung là em nghĩ là sẽ đáp ứng cái miễn dịch ở vị trí tổn thương đấy. Thì khi mà nấm nó gây ra tổn thương và hồi phục thì cái vị trí ngay tại vị trí đấy sẽ có cái đáp ứng miễn dịch, thì nấm nó sẽ lan tiếp tục ra xung quanh ở những cái vùng mà chưa có những cái tế bào, ví dụ là đáp ứng miễn dịch ở da, ví dụ laser hand hoặc là những cái tế bào thẩm quyến miễn dịch ở da đấy, ở những vị trí chưa tổn thương sẽ không có, thì nấm sẽ tiếp tục lan ra xung quanh dần dần đến khi nào mà không có tổn thương nữa thôi. Em nghĩ là như vậy. Tức là liên quan đến cái phần đáp ứng miễn dịch ở da ở cái vị trí tổn thương rồi ấy. Rồi ạ. Vâng. Thế thì bạn nào có ý kiến khác không? Xin thêm một ý kiến nữa ạ. Thưa cô em. Em thử góp ý ạ. Nhất trí. Vâng ạ. Vì nấm nông ở da thì cái đích của cái nấm nông đó là các tế bào sừng ấy ạ. Thì khi mà nấm nó ăn hết tế bào sừng ở chỗ này thì nó sẽ đi tiếp tục đi theo cái tế bào sừng tiếp theo để ăn tiếp. Và khi đấy thì cái tế bào sừng da mình tái tạo thì mất khoảng 28 ngày, nên là nó cứ theo hướng ly tâm như thế ạ.
Và khi mà tái tạo lớp xương phía trong thì khi đấy cơ thể là đã hình thành cái miễn dịch như các anh chị nói à, thì nó không không quay lại nó ăn nữa. Một cái giải thích của hai bạn đều chưa có gì là nó xa so với cái câu trả lời của mình cả. Vậy chứng tỏ các bạn cũng đã có sự hiểu biết nhất định và hiểu cũng đúng đấy ạ. Bởi vì là tôi cũng tổng hợp lại thôi. Thực chất như các bạn cũng biết rồi là nấm ấy, đây là bệnh nấm, mình hiểu là nấm da. Thì câu chuyện là nó sẽ gì ạ? Nó ở sống ở trên gọi là câu chuyện là nấm gây bệnh ở lớp sừng như các bạn nói, đúng là chủ yếu là gì? Nó tiết ra các men, nó sử dụng cái keratin thông qua cái keratin laser, hoặc là sử dụng những protein thông qua cái protease và có một số cái enzyme để nó gọi là tác động vào cái quá trình phân giải giữa nấm với lại vật chủ. Đó. Và chính vì như vậy nó sẽ tạo ra một cái phản ứng đáp ứng miễn dịch. Thì đáp ứng miễn dịch ở đây chính là nơi nấm nó xâm nhập vào thì nó kích thích miễn dịch tại chỗ. Đó, thì nơi nó xâm nhập đầu tiên nó chỉ là một cái hình thôi. Các bạn nhìn thấy hình hình ring worm ở trên đây không ạ? Các bạn ơi, đấy, thì bắt đầu như ở trong vòng tròn là bên trong này bắt đầu nấm xâm nhập vào đây. Thì tại cái vị trí đấy nấm xâm nhập vào và nấm gây bệnh ở vị trí đó. Thì gì ạ? Gây bệnh ở ngay cái lớp sừng là cách thương tổn ở trên da, dưới da khoảng trên bề mặt da và dưới khoảng 1 đến 2 ly. Đấy 2 ml đấy ạ. Thì nó xâm nhập vào đó và ở đấy thì nó tạo nên một cái phản ứng miễn dịch tại chỗ và gì ạ? Nó sẽ tạo thành đau, nóng, sưng đỏ, bong bật sừng và nó tạo ra một cái phản ứng gọi là đây là một cái phản ứng viêm. Thì bao giờ cái phản ứng viêm mạnh ấy nó lại xu hướng là tại chỗ, sau đó nó lan ra xung quanh. Thì cái lan ra đấy chính là gì ạ? Chính là cái đáp ứng miễn dịch của những cái vùng mà nó gọi là lan đấy, đến đâu nó đáp ứng miễn đấy. Thì câu chuyện chính là cái câu trả lời thứ hai là do nấm ký sinh ở lớp sừng mà nó ăn lan ra như vậy, tức là nó đã ăn hết ở chỗ rồi, nó lan đến đâu nó chén cái keratin lên đấy thì nó chén hết, nó phải đi tìm cái keratin khác đúng không ạ? Nó phải tìm cái keratin khác và nó cứ tạo cái vòng vòng như vậy, nó cứ ăn ăn theo vòng xoáy như vậy đó, nó cứ đi ra vòng tròn như vậy, có đặc điểm rất đặc biệt. Thế thì tại chỗ đấy và lan ra như vậy, câu chuyện là liên quan đến đáp ứng miễn dịch, liên quan đến là tìm cái thức ăn là keratin. Hai câu trả lời của hai bạn là gì ạ? Chính là câu trả lời của tôi đấy. Thế thì đây là cái phản ứng viêm nó đáp ứng như thế thôi đó. Và như vậy là trên cận lâm sàng các bạn lên đây sẽ thấy mọi người gì ạ? Dùng cái dao cùn ấy để cạo gọi là rìa thương tổn, lật từ bên trong thương tổn ra bên ngoài thương tổn, tức là từ bên trung tâm ra ngoài dùng cái dao cạo như này đấy, dao cùn thì mới lấy được cái thương tổn của nấm, tức là nấm có xu hướng lan ra như vậy đấy. Các bạn ơi, thế thì còn cái ý kiến gì khác không? Vậy chứng tỏ là các bạn gì ạ? Và tôi bổ sung thêm ý, là cái slide này tôi đã nói rồi là nấm nông thì gây bệnh ở da và ở cái nước keratin như vậy ăn sâu ở khoảng 1 đến 2 ly, nhưng mà có thể gây bệnh ở rất sâu, ví dụ như microsporum chẳng hạn, nó có thể thâm nhiễm vào rất sâu, cho nên lúc đấy thì chúng ta cũng phải để ý đến những cái câu chuyện khác nữa. Đấy. Đấy, thế được chưa ạ? Đấy là đối với nấm da nhá, còn nấm mà dermatophyte mà gây bệnh ở móng thì nó có rất nhiều cách xâm nhập các bạn ạ. Đến bài đấy thì các bạn sẽ tha hồ hỏi nhá. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Vâng. Vâng, cô cho em share cái ảnh được không ạ? Share đi bạn ơi, bạn chị Huế có ở đấy không để giúp cho học viên đấy ạ? Cấp quyền không? Bạn có phải cấp quyền gì không? Các Dạ bạn không ạ, cô tắt xe của cô là em xe được ạ. ok. Đây được rồi em ạ. Rồi. Dạ, cô thấy ảnh chưa? Rồi, rất là rõ. Có một cái hình ảnh này thôi là em. Dạ vâng ạ, bệnh nhân bị triệu chứng là tức là bắt đầu xuất hiện ngứa 10 năm nay ạ. Bị chỗ này thôi và nghề nghiệp là hưu trí ạ. Thì cái này em đang định hướng một là nấm sâu, hai là SCC, ba là lupus dạng địa ấy cô. Lupus lao 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 hoặc dạng địa gì? có cả kết hợp đúng không? Vâng. Lao. Rồi, cái này thì một khi bạn báo cáo bệnh nhân ấy, bạn là chuyên khoa mấy đây? Em xem có 125 ạ. Đó, thì mình phải báo cáo thế này này, đã học da liễu định hướng chưa? Một ý là bệnh nhân bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp làm gì, bệnh nhân đã bị bệnh cách đây bao lâu, bệnh nhân đã điều trị những gì, đáp ứng thuốc ra làm sao, bệnh nhân hiện nay thì có những thương tổn gì tại lúc thăm khám như thế này, ABC và đến làm những xét nghiệm gì. Đó, và tại thời điểm này thì đang nghĩ chẩn đoán sơ bộ là gì, vì sao? Đúng không?
À, vâng ạ. Báo cái gì cả cứ bục một cái. Cái gì báo cáo như thế đi. Dạ ok cô, bởi vì là bệnh nhân này cũng gọi là bác sĩ tuyến dưới gửi lên nên là thông tin em cũng nắm chưa hết về cái hành trình ấy cô. Nhưng mà về cái bệnh sử thì là bệnh nhân bị bệnh cách đây 10 năm ạ. Bị tổn thương tại vị trí là cẳng chân, triệu chứng cơ năng là ngứa. Điều trị thì cũng chưa điều trị nhiều lắm. Và nghề nghiệp là hưu trí, chỉ có thế thôi cô. Thôi có nắm thông tin thì nó cũng như thế thôi đúng không? Thế thôi được rồi, bệnh nhân này bị bệnh 10 năm nay với cái thương tổn như thế này thì chúng ta cũng có thể cho phép nghĩ đến cái nấm sâu rồi. Nhưng tại sao chúng ta lại có gì ạ? Một cái dạng cái u ở cái thương tổn như thế này và có trên u có những cái sẩn mủ và có những cái sùi cũng như có những cái black dot ở đây. Đấy, và tại sao chúng ta lại có những cái hình ảnh mà teo ra như thế này? Đấy, và bờ thương tổn thì nó vách nó dựng đứng lên ở những cái khu vực này. Đấy, và ở đây thì có xu hướng tạo sẹo, và ở đây thì cái hình thái sẹo thì co rúm vào bờ thì như thế này, nhăn nhúm như thế này. Thì một đây là cái lupus lao, hai là cái có thể là cái liên quan tới cái phản ứng lao đấy ạ. Vâng. Đấy, hai là ở trong đây vẫn có những cái black dot ở đây. Đấy, vẫn có những cái thương tổn chấm đen ở đây như thế này. Đó, đấy, cái thương tổn chấm đen ở đây chúng ta xem lại đây là cái chấm đen là của cái thương tổn vẩy nấm hay là cái thương tổn của cái vẩy tiết. Đó, thì chúng ta phải xem ở đây nữa lại. Đây chúng ta zoom lên thì có cái sùi ở đây. Cái khối sùi ở chỗ này thì chúng ta có thể phải sinh tiết, sau đó chúng ta xem là có thâm nhiễm gì không, đó lại có cái hiện tượng sùi như thế này hay là xâm nhập của virus phối hợp hay không. Đó, và đặc biệt cái khối sùi này thì trong đây có cái tổ chức gì, ấn có mềm không hay là có cái hoại tử gì ở trong đây không, rồi cái tổ chức này thì nó có đau không, rồi cái khối này nó có sinh tiết ở bên trong, chọc nó có mủ có máu hay là một tổ chức chắc, vân vân. Đó, thì chúng ta phải xác định thêm. Thế thì tôi cũng nhất trí một số cái như của bạn, thì chúng ta phải sinh tiết ở tất cả các vị trí như thế này, một là vị trí này, hai vị trí này, ba vị trí này. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định cả rìa thương tổn của bệnh nhân nữa. Đấy, cái thương tổn lao nhưng mà để mà cái sẹo nó nhăn nhúm vào bờ như này. Thế còn lại thì là một cái thương tổn ở đây, nó có giãn mạch ra đây, ở teo ra giãn mạch ở đây, đúng không ạ? Đó, đấy, và cái hình ảnh này thì có thể nghĩ đến nấm sâu như ở trên đây, chỗ này và chỗ này có thể nghĩ đến nấm sâu, một số cái nhiễm bộ nhiễm, đây là có thể là cái u sùi dạng nấm chẳng hạn. Đó, thế thì bây giờ để mà nghĩ đến cái này thì nghĩ đến một là chromo, nấm sâu, hai là có thể là liên quan đến cái blasto, tôi cũng không nghĩ đến, nhưng mà chromo và cái sporo. Em ạ, có thể là liên quan đến, gần như là có thể đây trước hết là cái thương tổn ở dưới đây nó theo cái đường mạch huyết không? Vâng. Đấy, thì là nó đã được rồi và kiểu như là nó đã lên rồi xong nó lành ấy. Đó, cái nó lành xong để lại cái sẹo này không? Đó, và nó có thể bộ nhiễm cho nên để lại sẹo, còn thông thường sporo khỏi nó không để lại sẹo. Thế nhưng mà có thể nó bộ nhiễm, nó loét đấy, nó mất tổ chức như này thì có thể lại sẹo và co rúm như này, sơ hóa tổ chức như này, thế chắn là có sẹo đây. Thì nó có phải là đi theo cái dọc cái đường bạch mạch hay không? Đó. Và cái nữa là tôi có thể nghĩ đến một cái nấm u sùi dạng nấm hay không? Ở cái mycetome hay không? Nào. Thế nấm bàn chân nhưng thông thường là cẳng chân cũng có thể gặp, đấy là chân trái đúng không ạ? Vâng. Vâng. Đấy là mặt trước chân trái chứ không phải liên quan đến, đây là mặt trước xương chày đúng không? Dạ đúng quá. Đấy, thì thông thường là đường bạch mạch thì hay ở bụng chân cơ, nhưng câu chuyện cũng có thể liên quan đến cái dị dạng bạch mạch, cái vấn đề gì đó thì người ta có thể bị như thế này không? Thế thì bây giờ chúng ta phải vừa sinh tiết các vị trí như thế và lấy các điểm đen này chúng ta làm xét nghiệm nấm, đồng thời là gì ạ? Chúng ta phải lấy cái tổ chức sinh tiết để làm nhuộm HE, nhuộm PAT, rồi nhuộm miễn dịch. Đấy, các marker, đồng thời là chúng ta lấy những cái này chúng ta cấy này, cái điểm đen này chúng ta cấy này, chúng ta xoay tươi này, rồi lên cái u trên đây ạ, chúng ta có thể lấy cái u trên đây, lấy cái dịch ở bên trong ấy, rồi chúng ta đương nhiên chúng ta cạo cả vảy da, chúng ta xoay nữa, chúng ta nhuộm, nhưng mà chúng ta lấy cái dịch ở bên trong này để chúng ta nhuộm các phương pháp và chúng ta cấy xem là có liên quan đến những cái căn nguyên như mình vừa nói hay không. Đó, cái điểm đen này chúng ta vừa xoay vừa cấy để tìm chromo nhé. Đấy, còn những cái trên này, đấy cái trên u cục này chúng ta cũng vừa làm chromo, chúng ta cấy được 4 ống, cái này cấy 2 ống, cái này cấy 4 ống để chúng ta tìm những cái căn nguyên khác, ví dụ như có thể nhiễm Nocardia hay không. Đó, Nocardia zis thì chẳng hạn, nó cũng tạo thành một cái thương tổn nửa vi khuẩn nửa vi nấm nên là nó cũng viêm như thế này, tạo thành cái u sùi như vậy, vân vân. Vâng. Vâng. Thế thì cái này mà gửi đến được cho chúng tôi làm thì rất là tốt. Vâng, em sẽ chuyển dẫn nhân bác sĩ. Vâng ạ, chuyển. Em chuyển. Vâng, em cảm ơn cô. Đến ngày chuyển thì em lấy số điện thoại của cô đi. Và cô sẽ, vâng, nếu khó khăn quá thì cô sẽ xin để hỗ trợ toàn bộ cái xét nghiệm liên quan đến nấm cho bệnh nhân. Vì nếu này thì bước đầu thì không đắt lắm, nhưng mà để theo dõi lâu dài trong quá trình điều trị, đáp ứng thuốc ABC hoặc là cần nắm kháng sinh đồ thì nó rất là đắt đấy. Nó cũng phải vài chục triệu gì đấy, nói chung nó qua là vậy. Thì là để có cái phương án có thể hỗ trợ, vì bệnh nhân này bị 10 năm nay mà để thế này thì cũng khá là nghèo đấy. Và bệnh nhân này cũng là hình như nam giới sao nhỉ?
Nam giới cô ạ. Chụp vào mỗi cái chân đằng sau, về mặt mũi người ngợm rồi, tên tuổi rồi nghề nghiệp rồi hoàn cảnh các thứ một tí. Mình quan tâm bệnh nhân cách toàn diện như vậy, toàn tâm mỗi cái quả của chân. Để dạ vâng. Tên trái thì em cô phải đón nam đoan nam nữ. Vậy cô phải cả đoán cả tuổi nữa đây. Đã, bệnh nhân nếu mà được bệnh nhân đồng ý chuyển thì em sẽ xin số điện thoại cô và bệnh nhân để cho bệnh nhân em thuyết phục bệnh nhân cố gắng đi nhá. Là vâng, bác vâng. Đi điều trị thì cháu đang học ở trên đây, các thầy cô rất là nhiệt tình và cháu cũng vâng. Sẽ xin hội chẩn cho bác, thì em vừa thích ke ca này em vừa theo dõi chẳng mấy khi vâng. Gặp và em có thể là gì ạ, vừa kết nối để em làm phúc cho bệnh nhân nhá. Dạ dạ vâng ạ, không làm đi vâng. Bệnh nhân em thuyết phục được mà, có gì mà đồng ý với không đồng ý. Dạ vâng, thuyết phục được bệnh nhân này. Ừ. Để em sẽ liên hệ với bệnh nhân lại ạ. Ừ. Có gì em sẽ bảo cô ạ. Đấy nhá, ừ sẽ nhắn vâng, vâng. Có số của cô thì xin thì đây. Em chuẩn bị đi xét nghiệm 2 rồi em xin số cô. Ừ, xin vâng. Ở trong phòng nào đấy thì xin nhá. Xong rồi vâng các bạn đi xét nghiệm thì em ở nhóm đấy đi. Em có thể liên vâng. Hệ tiếp để cô có thể là giúp. Đây là nhóm chuyên khoa 1 thì các bạn cũng rất là quan trọng về video, các bạn có thể làm thêm về nấm. Các bạn khám thì chỉ 100.000 thôi, nhưng xét nghiệm 5 vị trí nấm thì mỗi vị trí 5.000 đã được 250 rồi. Thì soi một tí ví dụ vậy, chứ bây giờ khám thì một bệnh nhân có thể thu được 350. Ví dụ vậy, thuốc thì đáng gì đâu đúng không? Chứ vâng ạ. Đấy, nói lâu năm phải dạy các bạn kiếm tiền, nhưng mà nó cũng siêu lợi nhuận, bởi vì chỉ mất cái kính hiển vi 40 triệu chẳng hạn hay 20 triệu gì đấy thì soi đến chục năm nó cũng chẳng hạn, 20 năm nó cũng chẳng có hao mòn nhá. Vâng. Thì có 1 triệu một hộp thì dùng 10 năm không hết. Đấy. Đấy, nên là đây dùng 10 năm thì các bạn phải dùng đến hàng trăm năm. Cái đấy mình nghĩ đơn giản thôi mà. Nhá. Đấy, xin lỗi một tí. Alo. Alo. Alo em ơi, ai đấy? Alo, Vân ạ. Vâng. Vâng.